Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật bèn ở phương trên hóa làm lầu các nhất thiết kim cang tạng trang nghiêm và tòa sư tử đế thanh kim cang vương liên hoa tạng. Dùng lưới nhất thiết bảo quang minh ma ni vương phủ trên thân Dùng ma ni bảo vương diễn nói danh hiệu như lai ba đời Làm búi tóc minh châu cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Tất cả Bồ Tát trong mười phương đều như vậy. Cùng với quyến thuộc đều từ trong hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền sinh ra, dùng mắt trí huệ thanh tịnh, thấy chư Phật ba đời khắp nghe tất cả chư Phật như lai, chuyển bánh xe Pháp. Biển Tu Đa La đã đến được bờ bên kia tất cả Bồ Tát tự tại ở trong niệm niệm hiện đại thần biến gần gũi tất cả chư phật như lai một thân đầy khắp tất cả thế giới chúng hội đạo tràng của tất cả như lai ở trong một hạt bụi khắp hiện cảnh giới tất cả thế gian giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh chưa từng lỗi thời ở trong một lỗ chân lông vang ra âm thanh thuyết pháp của tất cả như lai biết tất cả chúng sinh thảy đều như huyễn biết tất cả chư phật thảy đều như bóng biết tất cả các cõi thọ xanh thảy đều như mộng biết tất cả nghiệp báo như hình trong gương biết tất cả các cõi sinh khởi như ánh nắng gắt biết tất cả thế giới đều như biến hóa thành tựu mười lực vô ý của như lai dũng mãnh tự tại hay làm sư tử hống vào sâu không vô tận biển cả biện tài đắc được biển lời lẽ các pháp trí của tất cả chúng sinh trong hư không pháp giới sở hành vô ngại biết tất cả pháp không có chướng ngại thần thông cảnh giới của tất cả Bồ Tát đều đã thanh tịnh Dũng mãnh tinh tấn hàng phục ma quân luôn dùng Trí Huệ thấu Đạt ba đời biết tất cả pháp như hư không không có trái nghịch cũng không chấp lấy Tuy siêng tinh tấn mà biết nhất thiết trí chọn không chỗ đến tuy quán cảnh giới mà biết tất cả những gì có đều bất khả đắc dùng trí phương tiện vào tất cả pháp giới dùng trí bình đẳng vào tất cả cõi nước dùng lực tự tại khiến cho tất cả thế giới lần lượt vào với nhau trong tất cả thế giới nơi nơi thọ xanh thấy tất cả thế giới đủ thứ hình tướng nơi cảnh vi tế hiện cõi rộng lớn nơi cảnh rộng lớn hiện cõi vi tế ở chỗ một vị Phật trong khoảng một niệm, được oai thần của tất cả chư Phật gia trì, thấy khắp mười phương không bị mê hoặc trong khoảng sát na, đều qua đến được tất cả Bồ Tát như vậy, đầy khắp rừng thệ đa đều nhờ oai thần lực của Như Lai.